Ngày 27 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Lê Kim Luân, 27 tuổi, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, Luân biết rõ thành phố Phan Thiết đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, sáng ngày 16 tháng 8, Luân bất chấp chạy xe từ nhà mình ở huyện Hàm Thuận Bắc, né các chốt kiểm soát để vào chợ Phan Thiết sửa chiếc loa. Sau khi sửa xong, Luân quay về nhà thì gặp chốt kiểm soát đặt trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vì không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân không chấp hành mà tăng ga thông chốt. Các lực lượng tại chốt truy đuổi Luân. Trên đường bỏ chạy, Luân gặp vật cản là ống bê tông chắn ngang nên quay đầu đâm vào xe của lực lượng truy đuổi. Chưa dừng lại ở đó, Luân còn dùng nón bảo hiểm đánh lực lượng chức năng. Tổ công tác đã khống chế, đưa Luân về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Luân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Luân về hành vi trên. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng thủ tục rút gọn vụ án,